Em chào quý khách hàng Tiền Vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay thì nói chung là Kim Thành Thảo được lọc khách xa nhiều lắm luôn á. Thì lại được đón tiếp vợ chồng của chị Thùy Dương ha, hai anh chị là ở Củ Chi. Hôm nay là đến ủng hộ em nha, một cái vòng, hai chiếc nhẫn và một đôi bông nha. Rất là xinh. Đây, mẫu vòng công nghệ Italy nè quý khách nè. Vòng này là vòng bản ha, bản mo kiểu. Có kép bi ba màu nha. Rất là đẹp. Đai dắt lưới nè, đeo thoáng tay lắm. Những cái mẫu như là hàng đúc hết cho nên đeo nó không có bị bọng nước gì bên trong ha. Dòng này có trọng lượng là 4 chỉ 8 phân 7. Đeo đẹp lắm luôn. Đây, cái này khóa bấm ha. Em đeo cho chị Dương luôn ha. Đó, vừa y cái tay. Tay tròn đeo đẹp quá ha. Rồi mấy chị tay tròn tròn là đeo dòng là siêu đỉnh luôn. Rồi một chiếc nhẫn kim tiền. Nhẫn kim tiền dạng này là kết thôi nha, full tấm luôn, phông dài á, mấy chị lắm tay dài đeo siêu đẹp. Nhẫn này thì có trọng lượng là 1 chỉ rưỡi hơn nha quý khách nha. À, cái này chị đeo ngón nào? Hay ha, đẹp. Và cuối cùng là một chiếc nhẫn hoa 3 tầng màu xanh yêu thích của chị sang ha. Cái form này là nhà em có 2 size nha, cỡ lớn cỡ nhỏ, như cỡ này cỡ nhỏ thôi, còn cái cỡ to lắm, cái hoa to lắm mà đủ màu đẹp lắm nha. Mấy mẫu nhẫn này là đeo hoài được hoài, không bao giờ qua mẫu mốt hết trơn. Cái này là đeo ngón giữa không chị Dương? Đó. Đúng chưa? Ôi, xuất sắc, sắc. Và tiếp theo là một đôi bông VIP. Đây đây, đôi bông đẹp quá. Bông này là bông cao cấp nha, hàng tấm baguette, dạng toàn ten, đeo rất là ôm tay, không có bị hôi tay mà nhìn độ toàn ten vừa đẹp lắm. Đây em cũng đang đeo một cái đôi bông như vậy mà đôi bông mẫu nữa hết nè. Đó quý khách nhìn đi, nó đẹp lắm, đeo nó ôm tay, đeo thoải mái lắm luôn. Và cái độ toàn ten nó cũng rất là sáng luôn nè. Đôi bông này thì trọng lượng của nó cỡ khoảng 9 phân thôi, mà sang cực kỳ, đẹp, siêu đẹp luôn. Đó, chị này là trái tay dày nè, cho nên đeo là nó vừa ôm tới luôn, nó không có bị xệ nữa, khoen nó vừa đẹp rồi. Rồi. Vô chưa? Rồi vô rồi đó, đem cài luôn là xong. Ok, siêu đẹp. Rồi bữa nào xuống là ủng hộ em thêm dây nha, dây chị nó cho cái ủng hộ. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Đây hóa đơn của chị, những sản phẩm chị mua là 37.950.000 rồi nha chị nha. Đây em gửi hóa đơn, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ em xin kính chào quý khách hàng Tiệm Vàng Kim Thành Thảo ạ. Tối hôm nay thì Kim Thành Thảo được đón tiếp anh Nhã ha. Thì hôm nay là anh đến sắm những cái mẫu trang sức để tặng cho chị nhân dịp 8 tháng 3 nha. Này, người chồng lý tưởng ha. Hôm nay thì anh chọn dây nè, nhẫn và lắc, tất cả đều là hàng cao cấp nha. Đây, mẫu lắc cao cấp này quý khách nè. Trời ơi, đẹp quá. Đây là lắc khoen lập mẫu mới nhất hiện nay. Cái này là dạng full tấm nha, đúc hoàn toàn luôn. Mẫu lắc này có trọng lượng là 6 chỉ 2 phân rưỡi. Nhà em có nhiều mẫu lắm nha. Ngoài ra có dây nữa, đây là hàng cao cấp nha quý khách nha. Khóa hộp ạ. Rất là đẹp luôn. Sắc. Tiếp theo là một sợi dây giác cánh bướm, dây giác lá theo công nghệ mô ý ha. Mẫu dây này có trọng lượng là 9 chỉ 6 phân 3. Quá đẹp luôn. Những cánh bướm của nó là có mắt móc máy, mũi sao nè, hoa thị nè, rất là sáng luôn. Phong dây dài có khoảng 4 tấc 4 tấc rưỡi ha, nữ đeo vừa vặn ha. Và siêu phẩm cuối cùng là một chiếc nhẫn VIP. Đây, nhẫn giả xoàn nha quý khách, đẹp chưa? 2 tầng kết ha, đây là bản baguette nè. Nhẫn này là nhà em có đủ màu luôn nha. Một chiếc này là cỡ khoảng 3 chỉ. Như trên tay em cũng đeo một chiếc hộp trà Pháp nè. Đó, rất là đẹp. Hàng cao cấp ha, xuất sắc luôn. Rồi, 3 sản phẩm mà hôm nay anh mua ủng hộ em có giá trị là 70.687.000 đồng nha quý khách nha. Đây, để em gói hộp cho anh ha. Rồi em gửi ạ.
bỏ hộp lại giật lên. Bỏ cốc xe. Xe. Vậy hả? Để lát nữa lấy ra bọc túi ha. Em gửi anh. Cảm ơn anh hôm nay đến hộ em nha. Cái mẫu này luôn nha mấy ông chị ha. Cái mẫu này trồng lượng vàng nó là 3 chỉ à. Rất là sáng luôn nha. Viền nó là viền 3D luôn nè. Ở trong của nó là giác lòng luôn, rất là êm tay luôn. Và một cái dòng cho bé nè. À, cái dòng này là dòng mà kiểu ha, dòng kiểu chắc luôn. À, trồng lượng vàng cái dòng này là 1 chỉ 12 à. Đây đây cho bé trước nha. Để qua cho con nha. Quá trời luôn mấy chị nha. Bây giờ bé này cũng được, đeo cũng được nữa ha. Rồi anh ơi, em đeo cái nhẫn luôn cho anh nha. Rồi, tay già đeo cái nhẫn là đúng đẹp luôn nha. Đó, rất lộc tài. Đẹp. Rồi, cái dây 2 lượng nha mắt nha. Dây này dây đặc này rất là đẹp luôn ha. Rồi. Rồi cảm ơn vợ chồng anh chị rất nhiều nha. Cộng cái điều sản phẩm anh chị cũng buồn. Dạ, xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Minh Thảo ạ. Sáng nay anh Di anh qua Kim Minh Thảo em sắm trang sức để tặng cho gia đình nha. Rồi, rất là đẹp luôn, anh lựa tất cả sản phẩm đây nè. Anh lựa cho chị một cái lắc ban nha. Ban hoa mai xi 3 màu. Rất là cưng luôn á. Đây, full tắm hoa mai luôn. Một cái lắc cho anh nè, cho chị nè. Thêm đôi bông nữa, bông toàn ten tim ha, tim xi 3 màu múc máy theo công nghệ ý nha. Rất là sáng luôn á. Bông này là 1 chỉ 6 ha. Cái lắc này, lắc em coi lắc này là 5 chỉ. Cho bé nhỏ ở nhà một đôi bông phen. Bông phen toàn ten mèo nha, mèo nơ đỏ nè. Một cái dòng chuông nữa. Anh còn lựa thêm, đây là tất cả là dàn công ty 610 đó quý khách ha. Anh lựa thêm một cái lắc 24K nha. Lắc mặt bàn tay nè, đeo may mắn nha, dây đỏ. Cái này em để hộp từng món một cho anh Duy ha. Đây bông em bé em đủ nữa đây. Anh đeo vô cho bé là cái mình lấy cái đồ bấm móng tay em bóp nhẹ sau này cho nó chắc. Dòng phen. Cái này là mình kéo nhẹ ra được nè anh nè. Mình kéo nhẹ ra thôi ha. Kéo nhẹ ra đeo vô tay cho bé. Mấy cái hộp tắm nhỏ của lắc này nè là bên em bảo hành hết cho anh nha. Mình đeo lâu mà cũ rớt hộp gì á ra em làm lại cho anh. Rồi tất cả em bỏ vô túi này cho anh ha. Hôm nay là Kim Minh Thảo em về tràn ngập mấy nữ trang luôn nha. Em kính mời quý khách ghé tiệm em để sắm những trang sức đẹp ha. Rồi tổng nguyên một bộ của anh Duy là 1, 2, 3, 34 triệu. Rồi em để hóa đơn cho đây cho anh nha. Rồi cảm ơn anh nhiều à. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Minh Thảo à. Sáng hôm nay là chị Thủy qua Kim Minh Thảo em sắm một sợi dây nha. Rất là đẹp luôn. Đây là dây dây cong ống rồng nha. Dây cong mà đang xen ống rồng nè. Phơm dây này là 3 chỉ. Dài 6 tấc luôn. Cái này mình có thể trồng cổ ha. Chị Thủy còn lựa thêm một cái mặt nè. Mặt sư tử. Viền tắm trơn nha. Đang xen tắm với trơn nè. Trong lòng mặt là móc máy mũi xoàn nha. Đeo rất là sáng luôn. Trọng lượng cái mặt này là 2 chỉ 9 ha. Dây này là 5 chỉ, cái mặt 2 chỉ 9. Quá đẹp luôn á. Cái này em đeo hộp cho chị Thủy nha. Có đeo bỏ vô đây luôn nha chị gái ơi. Rồi em gửi, cảm ơn chị ạ. À.